Đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật đáng nghe và đáng xem. Chương trình 60 giây ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều phụ huynh yên tâm sau khi 6 trường tổ chức ăn bán trú trở lại. Nhiều nông dân mạnh dạn phát triển mô hình canh tác mới. Italia công bố kho tiền xu từ vụ đắm tàu thời cổ đại. Từ ngày 6 tháng 11, 6 trường học tại thành phố Thủ Đức đã tổ chức cho học sinh ăn bán trú trở lại. Các trường này gồm 4 trường tiểu học là Phú Hữu, Long Thành Mỹ, Trường Thạnh và Phước Thạnh, cùng 2 trường trung học cơ sở là Phú Hữu và Trường Thạnh, ghi nhận tại trường tiểu học Long Thành Mỹ. Trường tiểu học Long Thạnh Mỹ hiện có hơn 1.000 học sinh, trong đó khoảng 600 học sinh ăn bán trú. Mỗi suất ăn bán trú trong năm học này là 28.000 đồng mỗi em. Trường bắt đầu là trở lại ăn bán trú. Ban đại diện cũng cử 3 người vào trực tiếp xem cái việc ăn uống của các con, qua kiểm tra đồ ăn, đồ uống còn đang nóng, đồ ăn và cái quy trình chế biến cũng như vận chuyển đảm bảo. Như thế này thì phụ huynh có thể yên tâm. Sau vụ việc về một công ty cung cấp suất ăn bán trú bị phụ huynh phản ánh có trữ thực phẩm hư trong tủ đông, 6 trường học nói trên phải tạm ngưng ăn bán trú một tuần để tìm nhà cung cấp mới. Thường xuyên định kỳ kiểm tra giám sát làm sao để đảm bảo tốt nhất cho cái công tác bán trú mà chúng tôi đặt cái an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh là lên hàng đầu. Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thủ Đức đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở cung cấp suất ăn bán trú, căng tin, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành công văn chấn chỉnh an toàn thực phẩm trong trường học, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan khẩn trương thực hiện. Tối qua đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi Thách thức Kinh doanh GPA lần thứ tư do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam GPA tổ chức. Sự kiện nhằm tiếp sức cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ Việt Nam đã thu hút 50 đội sinh viên từ các trường đại học trên cả nước. Canh tác thu hoạch thông minh hơn, tái chế lục bình thành giấy. Đó là hai trong số 5 ý tưởng kinh doanh được trình bày trước ban giám khảo để giành giải thưởng 350 triệu đồng. Cuộc thi năm nay tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển xã hội, môi trường hoặc phát triển bền vững. Cái khung cảnh mà em thấy ở miền Tây là lục bình nó trôi nổi trên sông, nó khiến cho bà con di chuyển rất là khó khăn. Thì sau quá trình nghiên cứu, tìm tòi cũng như là thực hiện thì tụi em quyết định là sẽ làm giấy từ cái lục bình. Các đội thi đã trải qua quá trình đào tạo và đánh giá kéo dài trong 6 tháng với sự dẫn dắt của một số doanh nghiệp chuyên gia Đức giàu kinh nghiệm, phối hợp với các giáo sư của Đại học Việt Đức VGU và Cơ quan Trao đổi Học viện Đức DAAD. Thông qua sáng kiến này, chúng tôi mong muốn tạo ra sự kết nối giữa các giá trị kinh doanh của Đức và tinh thần khởi nghiệp của Việt Nam để có thể mở ra nhiều cơ hội hợp tác và kinh doanh trong tương lai. Kết quả, Đại học Kinh tế Đà Nẵng đoạt ngôi vị quán quân với giải pháp cho nông dân áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng mùa màng. Những năm gần đây, việc thay đổi cơ cấu sản xuất và chuyển đổi cây trồng, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất cây trồng vật nuôi mới, qua đó giúp làm giàu trên chính khu vườn của gia đình, đồng thời còn tạo niềm tin và cảm hứng cho nhiều nông dân khác tin tưởng và làm theo và từng bước cải thiện cuộc sống, thay đổi bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, ghi nhận ở Lâm Đồng. Năm 2018, nông dân này ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đồng làm nhà kính để chuyển sang trồng cây măng tây, giống cây hoàn toàn mới mẻ ở vùng đất này. Học hỏi thêm thì mình do mình trồng mình rút ra nhiều kinh nghiệm thì nó về sản lượng, ví dụ một sào măng này mỗi một ngày được 400 này thì sẽ tiếp tục nhân rộng đến bà con có cái diện tích cà phê già cỗi để chuyển đổi cái cây trồng có cái nguồn thu nhập cao. Ở xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, nông dân Nguyễn Thành Sinh là người tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Đó là mô hình cây lấy hạt như ớt, khổ qua, bù, bí. Coi như là bây giờ mình đang mô hình đầu tiên nên thì mình làm cảm thấy được. Nó nguồn thu coi như là ấy như là cũng giúp đỡ cho bà con có công ăn việc làm. Những nông dân tiên phong thực hiện những mô hình sản xuất mới còn tạo niềm tin, động lực cũng như mở ra những hướng đi mới để nhiều nông dân khác mạnh dạn làm theo, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp nối những tình tiết kịch tính ở tập trước, tập 14 phim Dâu bể mùa xưa đưa khán giả đến với những âm mưu hiểm độc. Du dốc sức tìm cách đổ thêm dầu vào lửa khiến bà bá càng nghi ngờ sự trong sạch của Bông. Bông khóc lóc thành minh nhưng càng khiến sự việc tồi tệ hơn. Bà bá quyết định ra tay tàn nhẫn với Bông để kết thúc mọi chuyện. Đúng lúc này Hiếu lên cơn co giật, Bông chật vật cùng mọi người giành giật mạng sống của Hiếu từ tay thần chết.
Tình hình đầy rối ren của nhà bà Bá sẽ được hé lộ trong tập 14 phim Dâu Bể Mùa Xưa, phát sóng lúc 19h30 phút hôm nay, ngày 7 tháng 11 trên kênh HTV7. Ở phần an ninh trật tự, bắt một nghi phạm vụ phá hoại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và điều tra chú rể thực hiện 10 vụ trộm khi về quê vợ. Theo vợ về quê ở xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi, chàng rể đã gây ra một loạt vụ trộm cắp tài sản động trời tại địa phương. Mọi người chỉ biết vụ việc khi nghi phạm bị công an bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn về quê nhà. Sáng ngày 6 tháng 11, Công an thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng phối hợp Công an huyện Trà Bồng đã bắt đối tượng Ma Đức Thuần, 30 tuổi, đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản. Trước đó, Thuần từ tỉnh Tuyên Quang theo vợ về ở rể tại xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng. Sau một thời gian ở rể, đối tượng đã bí mật một mình thực hiện gần 10 vụ trộm mô tô tại trụ sở cơ quan nhà nước, trộm tiền, điện thoại, máy vi tính xách tay. Sau khi thực hiện một loạt vụ trộm gây náo động phố núi Trà Bồng, đối tượng xách vali chuẩn bị bỏ trốn khỏi quê vợ thì bị công an bắt tại trạm xe buýt. Thời gian qua xảy ra tình trạng mất trộm tại nhiều vị trí thuộc giải phân cách đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dù chỉ dài 4 km nhưng đoạn đường dẫn cao tốc này ghi nhận đến 15 vị trí bị mất trộm, một nghi phạm đã bị bắt giữ. Các giải phân cách nói trên được lắp từ nhiều trụ và ống bằng chất liệu thép. Với 15 vị trí mất trộm, có khoảng 30 trụ và 65 ống đã bị kẻ gian lấy mất. Tại những vị trí bị mất, đầu vít còn lẫm chởm không bị biến dạng. Thực trạng này cho thấy các trụ ống có thể không phải bị cưa hoặc lực mạnh tác động mà bị kẻ gian dùng cờ lê để dặn ốc vít. Trước đó, khoảng cuối tháng 10 năm 2023, nhân viên tuần tra đường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam trong quá trình tuần tra có phát hiện vụ việc và đã trình báo chính quyền địa phương. Chiều ngày 6 tháng 11, Công an phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức đã bắt giữ một nghi phạm khi đối tượng đang lái xe máy chở nhiều trụ chữ T, ống thép, nghi là tài sản của giải phân cách đường dẫn cao tốc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Chiều qua, trên đường Đoàn Thị Nghiệp, đoạn qua phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy. Hậu quả hai người thương vong, phương tiện hư hỏng sau tai nạn. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 15 giờ 30 phút, người dân sống ven đường nghe tiếng va chạm mạnh. Lúc này, nhiều người ra xem thì thấy hai xe máy và hai người đàn ông đang nằm dưới đường theo hướng đi từ đường Lý Thường Kiệt ra quốc lộ 60. Sau tai nạn, người đàn ông khoảng 40 tuổi bị chấn thương nên được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người còn lại chỉ bị xây xát, nhưng sau khi đến bệnh viện để theo dõi thì chiều tối cùng ngày nạn nhân tử vong. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 11, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết đã bắt được một đối tượng bị truy nã sau 10 tháng lẩn trốn. Đối tượng Dương Thanh Hùng sinh năm 1997, trú tại xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình điều tra xác định, Hùng là đối tượng liên quan trong vụ án hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn ngày 8 tháng 6 năm 2022 tại Long Xuyên, làm nhiều người bị thương, gây mất an ninh trật tự. Sau đó, các đối tượng đã bị khởi tố, điều tra và đưa ra xét xử. Còn Hùng thì bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên ra quyết định truy nã đối với Hùng về tội gây rối trật tự công cộng. Sau thời gian xác minh truy tìm, tối ngày 4 tháng 11, các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ được Hùng khi đang lẩn trốn tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ngày 6 tháng 11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết đã phối hợp đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây mua bán người dưới 6 tuổi. Trước đó ngày 26 tháng 10, sau khi tiếp nhận 21 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phát hiện trường hợp một cháu gái sinh năm 2011 trú tại xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nghi vấn là nạn nhân bị mua bán. Tài liệu điều tra xác định, khoảng tháng 5 năm 2023, Nguyễn Thị Lai sinh năm 1995 là chị họ của nạn nhân, đã từ Trung Quốc về Việt Nam và liên lạc với Trần Thị Lợi sinh năm 1957, trú tại thành phố Cần Thơ, là bà ngoại của nạn nhân, để bán cháu gái mình qua Trung Quốc với giá khoảng 400 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, Lai đã đưa cháu bé lên Cao Bằng và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi các đối tượng đón cháu bé tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, thì bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã phối hợp bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm Triệu Thành Long sinh năm 1994 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, và mẹ đẻ của nạn nhân sinh năm 1985 trú tại huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Ở phần thế giới cập nhật, mạng xã hội X bắt đầu tích hợp công nghệ AI. Và hội chợ Thượng Hải Trung Quốc năm nay giới thiệu nhiều công nghệ đặc biệt. Ngày 6 tháng 11, Alain Robert, người được mệnh danh là người nhện nước Pháp, đã leo lên một tòa nhà chọc trời ở thủ đô Paris để kêu gọi hòa bình cho cuộc xung đột Hamas-Israel. Alain Robert, năm nay 61 tuổi, đã mất 90 phút để leo lên hết phần mặt tiền của tòa nhà Tour Total Energies Coupole, cao 187m ở khu thương mại La Défense tại Paris. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải tìm được điều gì đó phù hợp cho cả Palestine và Israel. Với việc đầu tiên là ngừng bắn, chúng ta không thể tiếp tục bắn phá giải Gaza, lấy đi mạng sống của hàng ngàn người Palestine với lý do họ đã thực hiện cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10. Người dân thường Palestine vô tội nên dừng xung đột lại. Trước đó ngày 22 tháng 10, Alain Robert cũng đã leo lên tòa nhà cao tầng khác cùng ở khu thương mại La Défense Paris nhằm kêu gọi hòa bình cho xung đột giữa Hamas và Israel. Khi đó, ông đã mất 2 giờ đồng hồ để leo lên tòa nhà Hekla cao 220m. Sau cuộc tấn công của nhóm Hamas ngày 7 tháng 10, quân đội Israel đã không kích và tấn công liên tục từ đó đến nay vào Gaza. Số người Palestine thiệt mạng tính đến đêm ngày 6 tháng 11 đã vượt mốc 10.000 người. Tỷ phú Elon Musk vừa thông báo sẽ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cho một công ty khởi nghiệp của ông phát triển vào mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Nền tảng AI này cũng sẽ hoạt động dưới dạng một ứng dụng độc lập. Trong thông báo trên X, ông Musk xác nhận nền tảng trí tuệ nhân tạo xAI sẽ phối hợp với mạng xã hội X cũng như hãng sản xuất xe điện Tesla. Cụ thể, mô hình AI đầu tiên của xAI là chatbot Grok sẽ được tích hợp sẵn trên X cùng các mẫu xe điện Tesla, qua đó cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT của OpenAI. Tỷ phú Elon Musk cho biết chatbot Grok có thể đưa ra những câu trả lời mang tính hài hước, và việc chatbot này được tích hợp sẵn trên X là một lợi thế to lớn so với các mô hình chatbot khác. Công ty khởi nghiệp xAI của tỷ phú Elon Musk được thành lập hồi tháng 7 để cạnh tranh với Google cũng như Microsoft và quy tụ nhiều nhà nghiên cứu phát triển AI có tiếng. Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6 diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 5 cho đến ngày 10 tháng 11. Nhiều sản phẩm công nghệ mới đang được giới thiệu tại đây, trong đó có những thiết bị y tế tiên tiến, thiết bị thông minh và thân thiện môi trường. VScan Air của công ty General Electric là hệ thống siêu âm cầm tay không dây, nặng chỉ 205 gram và có thể bỏ túi. Thiết bị có thể được kết nối với điện thoại để hiển thị hình ảnh siêu âm và chẩn đoán nhanh. VScan Air có thể hỗ trợ việc khám người bệnh cao tuổi trong cộng đồng và khám nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Công ty Omron của Nhật Bản giới thiệu thế hệ thứ 8 của robot chơi bóng bàn Forpheus. Phiên bản mới được cải thiện về khả năng tương tác, cho phép người và máy giao tiếp bằng giọng nói để lên kế hoạch tập luyện. Tại khu triển lãm thiết bị kỹ thuật, Siemens tập hợp các giải pháp xanh và thông minh trong 21 ngành công nghiệp chủ chốt, trong đó có ngành nông nghiệp thông minh, hậu cần và kho bãi. Tập đoàn giới thiệu cánh tay robot được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI có thể nhận dạng và phân loại hàng hóa. CIIE năm nay thu hút khách mời từ 154 quốc gia và vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế với hơn 3.400 doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm và 394.000 khách tham quan chuyên môn. Một thông tin thú vị khác, hàng chục ngàn đồng xu cổ vừa được chính phủ Italia phát hiện và thu thập ngoài khơi thị trấn Azacena, đảo Sardinia. Số tiền cổ này nằm trong tàn tích của con tàu bị đắm từ thế kỷ thứ tư. Bộ Văn hóa Italia cho biết họ đã thu thập được khoảng 30.000 đến 50.000 đồng xu bằng đồng có niên đại từ nửa đầu thế kỷ thứ tư. Khi vớt lên, chúng vẫn trong trạng thái nguyên vẹn, đặc biệt hiếm có, dù đã trải qua hơn 1.700 năm dưới đáy biển. Tuy nhiều đồng xu bị hư hại, nhưng những dòng chữ trên chúng vẫn có thể đọc được. Trước đó, một thợ lặn nghiệp dư địa phương đã phát hiện các đồng xu ở vùng nước nông và thông báo chính quyền địa phương. Cũng theo Bộ Văn hóa Italia, đợt phát hiện lần này lớn hơn nhiều so với năm 2013 tại Anh, khi 22.888 đồng xu tương tự được phát hiện gần một pháo đài La Mã ở hạt Devon, tây nam nước Anh.
Thông tin cập nhật liên quan đến tình hình xung đột giữa Hamas và Israel. Ngày 6 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cảnh báo về tình hình nhân đạo và kêu gọi lệnh ngừng bắn tại Gaza, trong bối cảnh số người thiệt mạng tại Gaza vượt 10.000 người. Phát biểu trước báo giới tại New York, Mỹ, ông Guterres nói các bên liên quan trong xung đột và cộng đồng quốc tế đối mặt với trách nhiệm ngăn chặn thiệt hại về dân thường và mở rộng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ông Guterres thông báo Liên Hợp Quốc và các đối tác đang kêu gọi đóng góp 1,2 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ toàn bộ người dân Gaza, bờ Tây và Đông Jerusalem. Hai tuần qua, số lượng xe tải qua cửa khẩu Rafah vào Gaza là hơn 400 xe, thấp hơn con số 500 xe một ngày trước xung đột. Ông Guterres cũng một lần nữa kêu gọi thả con tin. Trong ngày 6 tháng 11, quân đội Israel tiếp tục tấn công Bắc Gaza, được cho là để chuẩn bị cho đợt giao tranh tại thành phố lớn nhất Gaza. Cùng ngày, quân đội Israel cho biết họ đã phá hủy một kho chứa vũ khí của nhóm Hezbollah và tấn công nhiều mục tiêu khác tại Liban nhằm đáp trả các vụ tấn công bằng tên lửa. Trước đó, nhánh vũ trang của nhóm Hamas tại Liban nhận trách nhiệm bắn 16 tên lửa vào Israel để trả đũa các vụ tấn công của Israel vào Gaza. Trong đêm ngày 7 tháng 11, nhiều đoàn xe tiếp liệu xăng dầu lương thực của quân đội Israel đã băng qua biên giới để vào Gaza. Đây là dấu hiệu cho thấy bộ binh Israel sẽ ở lại vài ngày ở miền Bắc khu vực này. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa trải qua 4 tiếng đồng hồ lấy lời khai trong phiên tòa xét xử gian lận dân sự chống lại ông. Tại đây, ông Trump tố cáo vụ kiện cáo buộc ông thổi phồng giá trị tài sản ròng là một cuộc săn phù thủy chính trị. Là sự kỳ nhiễu. Phiên tòa dân sự là một trong những thủ tục pháp lý mà ông Trump đang đối mặt, bao gồm các cáo buộc liên bang và tiểu bang về việc ông đã trữ trái phép tài liệu mật và âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Mặc dù vụ gian lận dân sự không mang tới khả năng phải ngồi tù như các vụ truy tố hình sự, tuy nhiên, những cáo buộc về những sai phạm tài chính đã ảnh hưởng sâu sắc đến thương hiệu mà ông Trump đã dành hàng thập kỷ để tạo dựng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.